Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của mình. Và kênh mình vẫn chia sẻ những video hữu ích, những cách trồng hồ điệp thú vị và những phương pháp chăm sóc các loại cây phong lan. Và kính chúc mọi người đang xem video có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Và mình sẽ tập trung vào vấn đề chính luôn. Và cũng lâu lắm rồi, mình chưa sử dụng quả trứng để tưới cho lan hồ điệp. Cho nên hôm nay mình quay video này cũng để vừa sử dụng cho những cây của mình và vừa quay đến cho mọi người cùng xem. Và thường cách này thì mỗi tháng mình hay dùng một lần. Và mình chỉ sử dụng quả trứng ra đã được sử dụng. Mọi người có thể sử dụng các loại quả trứng khác như là quả trứng vịt và quả trứng cút. Để cho thẩm mỹ thì mọi người hãy rửa sạch các quả trứng để loại bỏ ra các phần lòng trắng trứng chứa protein và những loại bụi bẩn bám ở trên vỏ. Và như mọi người cũng đã biết thì thành phần trong vỏ trứng gà hoặc là vỏ trứng vịt chứa 97% lượng canxi carbonat. Và canxi này nó sẽ không hấp thu được đối với các loài thực vật và chính cả con người. Cho nên để hấp thu được thì nó phải chuyển hóa thuộc dạng ion. Và để chuyển hóa lượng canxi thô này thành những ion thì mọi người phải tác động vào nó. Và video này mình sẽ dùng phương pháp đó là mình sẽ luộc để lấy nước để tưới và chăm bón cho những cây lan hồ điệp và những loại cây trồng khác rất là hiệu quả. Và chắc mọi người đã xem ở các video khác rồi. Có rất là nhiều phương pháp để sử dụng quả trứng gà đối với các loại cây trồng, nhưng mà để tận dụng tối ưu nó thì phải hiểu được về nó. Mình thì hay sử dụng phương pháp đó là mình sẽ luộc để lấy phần nước và tưới. Và phương pháp thứ hai là mình sẽ xay nhuyễn ra và lấy phần bột để rắc lên trên các thanh chậu, vừa cho cây hấp thu canxi và vừa giúp xua đuổi các loại ốc sên. Tại vì khi ốc sên nó là loại thân mềm, nó bò lên trên các cái vỏ trứng và nó giống như là nó bị bít cách của vỏ trứng, cho nên nó sẽ không có tấn công vào những cái đầu rễ hoặc là các cái mầm con ở trên những cây lan. Giống như mình luộc lên nước thì lượng nước bao nhiêu là tùy vào số lượng cây của mọi người. Như mình đang sử dụng cho khoảng vài cây thôi thì mình dùng một ít nước. Còn số lượng nhiều thì mọi người có thể sử dụng các loại phân bón bổ sung canxi cho nó nhanh. Mình thì thích những cách làm thủ công như thế này, vừa tạo cho mình công việc và vừa tạo lại video cho mọi người cùng xem và được trò chuyện với tất cả mọi người. Sau khi luộc sôi thì mọi người hãy để nguội hoàn toàn mới sử dụng cho những cái phong lan của mình nha, tại vì nó sẽ làm bỏng cây đấy. Và mọi người chắc cũng đã biết là yếu tố canxi, magie và bo là những yếu tố trung lượng không thể nào thiếu được ở trong quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại phong lan và cây hồ điệp. Thì những yếu tố này nó sẽ giúp cho những cây hồ điệp cứng cáp hơn và rễ nó sẽ cứng. Nói chung là giống như cơ thể người, khi sử dụng canxi thì nó sẽ giúp cho cây cứng cáp, các lá nó không bị ù rũ, hoặc là khi mà cây ra bông thì bông nó sẽ cứng và không bị rụng khi bị vàng. Và điều đặc biệt ở video này, nếu mọi người đã chú ý xem đến đoạn này và không tua thì mọi người sẽ biết đó là canxi nó sẽ không hấp thu qua lá nữa. Nó chỉ hấp thu qua hoàn toàn vào bộ rễ, cho nên khi mình tưới, mình sẽ tưới quanh gốc và mình sẽ tưới trực tiếp lên trên bộ rễ, tại vì nó sẽ thẩm thấu và hấp thu qua rễ. Nếu có tưới qua lá thì mình nghĩ nó sẽ chảy xuống và cũng hấp thu vào trong rễ giống như này. Và sử dụng rất là tốt ở các giai đoạn phát triển của cây hồ điệp, như là ở các loài cây già lâu năm, các loài cây con mới trồng hay là đang giai đoạn ra hoa. Thì giai đoạn nào thì canxi nó cũng đều tốt, nhưng mà đừng lạm dụng quá, tại vì mọi người còn phải bổ sung các loại trung lượng và vi lượng khác nữa. Canxi cũng chỉ là yếu tố, nhưng mà sử dụng vừa phải nó sẽ hợp lý và giúp cho cây phát triển tối đa. Và phần vỏ cũng sau khi luộc xong thì bây giờ nó rất là giòn và rộp. Thì mọi người hãy cố gắng nghiền nát nó và để nó xung quanh chậu. Tại vì lâu dần thì trong môi trường không khí thì nó vẫn phân giải và nó sẽ hấp thu qua cho bộ rễ. Và nó sẽ giúp xua đuổi các loại ốc sên phá hại các đầu rễ của mọi người. Và sử dụng với các cây con thì mọi người cũng sử dụng giống như các cây khác, đó là chỉ tưới xung quanh gốc. Và nó giúp cho các cây, các lá hoặc là bộ rễ nó rất là cứng nhờ hàm lượng canxi cao trong vỏ của vật. Và yếu tố đó nó sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp và các loại cây trồng khác trở nên cứng cáp và không bị đổ ngã trong quá trình sinh trưởng. Các lá nó sẽ căng cứng
các rễ nó sẽ bám chặt vào trong thành chậu, và khi đó cây nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ tại vì nó đã có được chỗ bám. Sau khoảng 4 đến 5 lần sử dụng thì mọi người sẽ nhìn thấy được bộ rễ của mọi người nó rất là phát triển. Ví dụ như video mình đây thì mình cũng hay sử dụng canxi, và mỗi tháng mình chỉ sử dụng một lần tại vì mình không có thời gian rảnh, cho nên mình chỉ tập trung vào chủ nhật mỗi tuần. Và còn lại phần vỏ trứng thì mình sẽ tận dụng nó để bón trực tiếp vào trên giá thể, và sử dụng nó cũng chính làm giá thể cho những cây đã trưởng thành, vừa bổ sung hàm lượng canxi, magie cho cây và vừa xua đuổi các loại oxen, rất là tận dụng. Có một phương pháp khác mà mọi người có thể sử dụng, đó là đem những quả trứng này và xay nhuyễn, sau đó tán thành bột và rắc đều lên trên những thành chậu. Hoặc mọi người có thể mua sẵn từ những bột quả trứng ở các tiệm vật tư trồng cây dành cho những cây phong lan và các cây hoa hồng, nó rất là hiệu quả nên mọi người hãy chú ý để sử dụng. Và về các phương pháp sử dụng các chất hữu cơ để sử dụng cho những cây lan hồ điệp của mọi người thì mình rất hay áp dụng trên những video của mình. Những bông hoa hồ điệp của mình cho dù là đang nụ hay là mới nở thì nó luôn căng cứng, và khả năng chống chịu của nó ở thời tiết rất là mạnh mẽ. Nó chống chịu được các loại thời tiết có thể là khắc nghiệt đối với nó, và mình vẫn có thể tưới được lên trên hoa mà không sợ bị úng hoặc là bị thối. Và những bông hoa đó nó luôn căng xòe ra tại vì lượng canxi rất là nhiều ở trong này, nhưng mọi người cũng có thể xem. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành một ít thời gian để xem video này của mình. Mọi người có thể nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh mình. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp tất cả mọi người ở những video tiếp theo của mình. Yeah.